Đây là món đầu tiên là món cá khu sốt này. Đấy, rất là ngon. Tiếp nữa là món thịt. Wow, vẫn là thịt kho tàu các bạn. Đây là món khoai này thì rất là ngon. Khoai này là khoai... Gọi là khoai gì cô cha? Khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền các bạn. Đấy. Và đây là món canh bí xương sườn. Gia đình nhà sẽ mời tất cả các bạn nha. Rồi con mời Vu. Mời hai chị em. Hôm nay bà ăn cơm. Ăn cơm. Còn món ngon này. Đây là món khoai này. Rất là ngon này cả nhà này. Đấy, món này xúc bằng thìa nhé cả nhà nhé. Đấy, gắp thì nó sẽ được ít, còn xúc bằng thìa sẽ được nhiều hơn. Đấy. Đấy, sẽ xệ mời cả nhà nhá. Vừa em ạ. Đậm đà ăn với cơm mới ngon. Ừ, ngon, làm miếng nữa. Thêm nữa đây là món cá này cả nhà này. Món cá thu này. Ăn kìa. Món cá thu này cả nhà ơi. Quẩy lên bà. Nó hơi dai một tí cả nhà. Cá thu nó phải dai mới ngon. Wow. Ngon chưa? Cả nhà nhìn thấy chưa? Wow. Món cá thu này thì hôm nay là xã sẽ làm đấy cả nhà. Xã sẽ nấu. Ăn rất là đậm đà. Ngon tuyệt vời cả nhà. Hôm nay xã sẽ sẽ thẩm định hết 4 món. Đó. Hai chị em không ăn mà lại cứ cầm điện thoại làm gì ấy? Đấy, trước khi bữa ăn nào cũng thế. Cũng cứ mời mấy ông Facebook ăn trước. Món gì hôm nay cũng đậm đà ngon. Đây là món thứ tư. Canh bí cả nhà. Đấy, món rất là ngon, ngon như lách đúng không? Ha thử đi con. Món này là cậu nấu này. Tuyệt vời luôn này. Hôm trước nó hơi bị cháy. Đúng rồi, hôm trước cháy. Đây con. Đây. Đây 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 miếng này. Đấy, con gắp đi cậu giữ cho. Đó. Rồi cắt ra cho ngon. Cắt khúc ra. Con thử ăn xem là cậu nấu hôm nay có ngon không. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Cô Trang là khen đầu tiên rồi. Bu. Giật cá mình. À, thôi thì Bu không ăn được cá biển. Sẽ gắp cho Bu miếng xương sườn. Đấy. Xong là tí Bu ăn thịt kho tàu. Còn cá cứ để con cháu ăn cũng được. Các bạn thông cảm nhé. Bu mình thì thường là sẽ không ăn được những cái cá biển ấy. Đấy. Cho nên là cũng vất vả lắm. Mỗi khi nấu ăn thì toàn phải có một món riêng cho Bu mình thôi. Mỗi người một kiểu ăn. Cơm thì luôn luôn hai nồi cả nhà. Một nồi cơm cứng để dành cho xã sệ và Bu mình. Đấy. Và một nồi cơm gạo mềm của ba mẹ con nhà Vu Thu Thuy. Sau một loạt thẩm định 4 món ăn thì bây giờ xã sệ sẽ chính thức đi vào luồng ăn. Hai bát một bữa. Chính xác là như thế. Rất là ngon. Em cho mẹ từ bữa khác rồi. Em thử một cái. Em thử một cái. Rất là ngon luôn cả nhà. Mời mọi người nha. Hôm nay đậm đà này. Mà ăn nó không bị cháy hôm trước. Người con. Nó rất là ngon luôn. Một lò ngon nướng. Chờ ăn. Ăn được rồi. Ôi là nghịch mâm rồi.
bị nhiệt đau quá, đúng lưỡi nó bị nhiệt. Ăn còn bên. Cho gừng vào thì ăn mùi vị được, chứ còn ăn nó rất là khó chịu. Không hề tăng luôn. Ăn cái này tôi có mùi à? Rồi đi. Đắp đấy ạ.
hôm nay phải ăn hết đấy nha. Ăn nhiệt mồm đau quá. Ăn nước là ngon.